của mình đâu. Minh Bảo! Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Và bây giờ chúng ta cùng xem video thế nào. Em từ đâu đến đời này, cho lòng anh thêm đắm say. Ê! Hey! Gì đấy? Ai cho anh lấy tai nghe của em? Trả đây! Anh em nhau mượn tí gì căng nhỉ? Mượn hồi nào? Thì vừa nãy mượn đây đây. Đưa dẫn ra đi học online coi. Nào điên. Cẩn thận nha. Các bạn, cô xin được tự giới thiệu, cô tên là Minh Thu. Hôm nay cô rất là vui khi được trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 A5 của chúng ta. Sau khi mà xem xét danh sách thì cô quyết định là sẽ sử dụng về mấy cái sự lớp của năm cũ. Nghĩa là Đăng Khôi sẽ là lớp trưởng, Lan Anh sẽ là lớp phó học tập. Rồi bây giờ Đăng Khôi, Lan Anh mở camera lên cho cô xem nào. Vâng ạ. Xin chào mọi người, mình là Lan Anh. Ok, con thấy Lan Anh here. Đăng Khôi, where are you? Đăng Khôi, open your camera. Ê, ông đâu rồi? Cô đang điểm danh kìa. Đợi chút, đang kẹt. Lại ngủ quên chứ gì. Lớp trưởng gì mà hư ghê, không biết làm gương gì hết trơn. Dạ mẹ, con biết rồi. Đừng có nói cho cô biết nghe chưa. Dạ cô em đây. U là trời, ghen kìa má. Sinh mới được chuyển tới. Tuy dịch bệnh các em chưa thể được gặp nhau, nhưng mà cô mong là các em sẽ giúp đỡ bạn hòa nhập với chúng ta nha. Rồi anh Dơi, em mở camera lên cho các bạn đi nào. Xin chào mọi người, mình là học sinh mới. Rồi ok, cả lớp trật tự nè. Cô biết á, lần này chúng ta phải học online nên là sẽ có một chút khó khăn cho các bạn. Tuy vậy thì cô mong các bạn cũng sẽ cố gắng. Bạn nào mà gặp khó khăn trong cái vấn đề thiết bị. Ai có người crush tôi nè. Đứa nào su vậy trời. Ủa, alo. Tôi dễ thương vậy mà có người crush là đúng rồi. Có thằng khùng nó mới crush mày chứ người bình thường dễ gì. Hoàng Minh ơi, cô nhận coi mình có bị khùng không nè. Ủa, ai biết gì đâu. Thì đoán thôi mà. Với lại hành động của cậu đã bị tôi nhìn ra hết rồi. Thứ nhất, mình không tắt tên mà bạn đã comment ngay, chứng tỏ bạn đã thấy post này nhưng không dám tương tác, sợ bị lỗ. Thứ hai, chuyện bạn hay chọc người này người kia trong lớp không ai là không bị. Nhưng sao bạn lại không chọc Ngọc? Quá dễ để biết rồi. Ai không biết chứ tôi là biết hết á. Sợ xấu hình tượng với Ngọc chứ gì. U là trời, quá đỉnh. Đúng rồi nè. Ăn cơm nè. Ok con dê. Ngắn cũng làm điên gì đấy. Ăn cơm chứ người ôi mình dạy ấy. Thì biết rồi, tao đang căng thẳng. Đang có chuyện, chuyện trọng đại. Mày biết làm sao được, phải căng chứ. Ôi, nó coi. Đây là Axie Crash Crush. Tao đang lựa chọn xem ai là crush của mình. Ở đây có 9 người rồi này, nhưng mà không biết chọn ai. Căng lắm đây này. Cái này mình mà crush ai mà người ta crush lại ấy là hai đứa mát nhau, hợp nhau luôn. Hay lắm. Thần kinh. Ăn cơm đi, anh á, có chó nó yêu. Mày hơi bị coi thường tao rồi đấy. Mày không biết tao bị xâm nhập đảo, đảo hòa. Có mà đảo đất. Thôi ăn đi, ai mà ăn sau là xấu rồi, kiểu bát á. Mày làm anh như ai, ế như mày. Ê, xin lỗi nha. Em mà chẳng qua là không muốn yêu thôi. Chứ mà trai theo đầy. Thôi, xin lỗi đi. Thì cái tên mình nói lên tất cả còn gì. Lan Anh, LA, Lonely Alone. Mọi người ăn mình ấy. Anh em với nhau mà át phép, không thể mát.
có lời hỏi tăng để mày ế như thế này được. Chết mình nhỉ nha con. Ủa anh, mình cứ tê hạt đâu ra nhiều vậy? Bánh mới. Bánh mới hả? 5 loại hạt, tôi sức khỏe lắm. À, để thử ấy coi. Còn thơm á. Nhai vô miệng này, ngon lắm. Má hả? Cái bao bì mới nhìn sang quá. Bao bì là kiểu bảo vệ môi trường. Đúng không em? Ôi mà ăn nhanh rồi, để chén nó tối em rồi nhá. Ok. Thôi, tự rửa đi, ai tẩy. Ok. Xem gu mày như thế nào. Đang làm gì vậy? Đang coi phim. Gì trời? Một trong những bước skincare thiết yếu của Gen Z đó. Thằng nó bị khùng cái gì trời. Xin lỗi xin lỗi. Đang coi phim gì á? Phim thám tử Tống Cao hôm bữa hả? Ừ. Bữa chơi dữ lắm mà sao còn coi vậy? Thì tại nam chính đẹp trai nên lỡ coi rồi coi cho hết luôn. Chứ rảnh quá làm gì giờ? Tưởng rảnh á thì rủ vô Play Together chơi sự kiện mới nè. Thằng này trẻ trâu. Thôi xóa game rồi. Bài game còn nít. Trời vớ vẩn. Trời đất mẹ ơi. Gen Z mà đâu phải gen Y, gen Á, gen Ào đâu mà sao phải già dữ vậy. Con này. Đúng là bà cụ non luôn. Người ta chơi ầm ầm mà bà chơi lên chơi xuống. Vậy thôi. Giờ chơi đuổi hình đánh chữ đi. Cũng được. Này là... Bạc nội yêu. Easy. Ủa gì vậy ta? Từ sáng đến giờ điện thoại luôn nằm trong tay mình. Với tần suất đọc 10 phút check Facebook một lần thì không thể nào có chuyện mình lỡ tay nhấn vào phần check your crush được. Mày có thêm bạn thôi làm gì căng thế? Anh friend, anh mướn gì? Anh có biết là tại vì anh mà em phun bạn không? Rồi cái secret code là gì? Thì tại thấy mày ế, xinh hư. Cặp cằn thì tao tìm bạn cho mày hiền dịu vậy thôi. Có ý tốt vậy mà không biết được. Cảm ơn nha, anh mướn luôn á. Thôi, anh trai mở cửa đi em gái thương nè. Ai rảnh? Tao đâu có, tao ngủ rồi. Bye bye. Ai rảnh mà đi crush mình trời. Nhưng mà cũng đúng. Tại vì thực ra thì dù sao là mình cũng rất là kiểu xinh gái, cái học giỏi. Nhưng mình thì người ta crush là đúng rồi. Đang chơi ngon lành. Bộ bí hay gì mà không trả lời vậy? Bình thường bà nhanh lắm mà. Tại có chút chuyện này. Chuyện gì? Không có gì. Mà tôi hỏi ông cái này nha. Gì tự nhiên lịch sự vậy? Tính mượn tiền à? Gì vậy trời? Tiền thì chị đây không thiếu. Chị không có gì ngoài tiền mà nhan sắc hết á. Chị có người yêu là... Thôi... nhưng mà ông thấy tôi...
nhiều người crush không? Bà mà ai dám thích? Tính của bà tôi hiểu quá mà. Thích rồi thì cũng có chuyện người ta ở đâu. Như thằng chồng hồi đó đó nhớ không? Người ta tỏ tình mà hù người ta sợ chảy mất dép luôn. Ê, họ chơi tôi mà làm gì cằn vậy? Thôi, tôi lặn đây. Ừ, ngủ ngon. Nhớ giật mình đun đốt nha. Thì chắc chắn là phải là người có friend của mình. Sau khi mà lọc qua 3.000 tài khoản friend trên mạng, trừ đi 1.472 nữ thì còn lại 1.528 nam. Ôi, nhưng mà khoan, từ từ. Tại vì cái nhan sắc của mình là có khi là còn thu hút nữ. Vậy thì chờ chắc người đó là nam cũng có thể là nữ. Nhức cái đầu quá à. Vậy là mình phải lọc thêm nữa rồi. Bắt đầu. Người thứ nhất. Sao chưa vô lớp nữa? Có hỏi bà kìa. Hả? Tôi đợi tí. Chào cô ạ. Ghen kìa ba. Làm gì tối qua thức khuya ngủ quên vậy? Coi phim nữa đúng không? Phim cuốn quá. Này, dậy nào. Xong ngủ nhớ tắt cam đi nhá. Ai để cam như này? Dậy đi. Tắt gì? Tắt cam. Tắt cam. Ôi, chết rồi. Ông Khoa kia đau lắm nào cơ mà. Mày y chang. Tại anh chứ ai? Tại anh sao? Mày bảo mày không biết đi. Mày không thích thì sao mày ngồi đi mày tìm hiểu à? Mày lướt lướt thì biết rõ tính em tò mò rồi. Cái gì mà không rõ ràng thì em không chịu được. Làm tụ bài. Đù này bồi tao rót luôn chứ sao. Ghê vậy á? Tao có gì chả biết. Đây để tôi anh xem. Mày không biết gì là không biết cả. Để tôi xem đâu, đọc coi nào. The Chariot. Lá này có nói là mày sẽ như thế này này. Sao? Đợi tao đi. Làm gì vậy? Xét Google, mới học. Chưa dành. Thủ bắt. Bảo mới học mà. Làm gì có kinh nghiệm đâu. Từ từ nữa chứ. Để cho tao vào nghề chứ. Rồi học hỏi từ từ. Lá The Chariot. Chọn lá bài này cho thấy gần đây số người thích bạn không nhiều. Tuy nhiên, vẫn có vài đối tượng để mắt tới và nhiệt tình thả thính. Mà đáng tiếc ấy, dường như họ không phải gu của bạn, hoặc do cách tiếp cận của những đối tượng này quá hời hợt và nhạt nhẽo, không thể khiến bạn động lòng. Bạn nhìn chung là người tốt, tiếp xúc lâu sẽ thấy có điểm cuốn hút. Nhược điểm khiến vận tình duyên của bạn trắc trở là thận trọng và nghiêm túc thái quá, nên chịu khó cởi mở,
suy nghĩ thoáng và mạo hiểm. Sắp tới bạn có thể sẽ gặp được một người vô cùng tiềm năng, vừa đẹp vừa có tiền. Thôi ông ơi, nghe tào lao quá. Bố ấy sai bếp. Nào cũng sai bếp. Mày không nói là mình tin anh được một lần à? Nhưng mà lá bài bảo là sắp tới có đối tượng vừa đẹp trai vừa có tiền theo đuổi đấy. Nếu mà ok thì phải dẫn thằng anh đi một chầu là gì ấy nhá. Ăn hả? Thích ăn không? Thích. Giọng họng anh bây giờ thích cả. Lúc nào cái kiểu đấy. Những cái điên. Ai hả ta? Có thể luôn kiểu này lọc tới Tết chắc cũng không biết là ai quá à. Mà cũng đúng. Thật ra trước giờ không crush mình mà bây giờ mới crush mình nhỉ. Vậy là chắc chắn là mới friend mình rồi. Chắc chắn luôn. Thông minh. Nhích lạ, nhích lạ. Ai đẹp? Trời ơi, nhích ai? Trời ơi, con này bông hoa. Khoảnh khắc dễ thương năm học mới. Ôi là trời. Có cái thằng ác ghê luôn đấy. Không mất hình tượng quá. Ôi, vậy là chắc chắn là trong lớp mình chứ không ai hết trơn á. Mệt ghê. Ôi, khoan. Để phải kiểm tra kỹ lại mới được. Có cái nào hả? Này là ông bảo mày trò, ông chọc, ông chơi ngươi mình không trời. Làm mình quê không trời. Trời ơi, nghe lắm, ghê lắm. Thôi bây giờ mình phải mở cái danh sách ra mới được. Mình phải lọc ra loại những người đã có bạn gái, những người đã có crush. Để xem nha. Đây. Sau khi đã loại xong thì chỉ còn những chiếc tên sau đây. Đặng Tiến Hoàng. Học giỏi. Tính tình lầm lì ít nói. Ôi, nội tâm phong phú thì chắc chắn là có thể là chủ nhân của nick ảo này. Nhưng mà tên này mê chuyện tranh. Dán hình anime lên tập lên vở thì chắc chắn là không thể nào mà đặt cái avatar bông hoa được. Bông hoa là quá là xến xú ấy. Không thể hợp với thằng này được. Loại bỏ. Nguyễn Thành Nam. Quậy phá nhất lớp. Trùm của cá biệt. Ôi, mà mình thì nghiêm khắc mà còn hay đưa nó lên sổ đồ bài nữa. Có cái nào ghét của nào trời cho của ai. Ai nhưng mà không đâu đâu đâu. Bậy ơi, thằng đó mà thích mình á. Ơ, ngày mai chắc bão lớn luôn. Trời sập. Không được, không được. Lại. Ơi, nổi da gà luôn mấy má. Phùng Thanh Độ. Mê game. Không mê gái. Không lấy mì chài má. Phan Tấn Trung. Già trước tuổi. Thích mấy chị. Thôi, loại. Hoàng Văn Khoa. Ôi sao tên giống anh Piu Piu quá, idol mình. Nhưng mà tâm hồn trẻ thơ. Thích mấy em gái lớp dưới. Thôi, đẹp luôn. Ôi, bây giờ chỉ còn có Đăng Khôi và anh Duy bạn mới. Thôi, Đăng Khôi thì chắc là gạch được rồi. Tại vì là bạn thân mà, dễ gì yêu nhau. Không, điều đó chắc chắn là không thể nào xảy ra được. Anh Duy. Anh Duy à? Từ từ. Ui, đăng story nè. Gì gì viết gì đây? Dạo này tự dưng thích xem lại mấy phim hoạt hình xưa ghê. Mấy bạn thích phim nào nhất? Còn mình thì thích nhất phim Sleeping Beauty. Trời ơi, thích phim đó thì có khác gì là bảo cái khoảnh khắc mà mình ngủ gật trong lớp không trời. Nhục ghê. Mắc nhục lắm luôn á trời. Khoan đã, từ. Playlist này L A N A N H. Ủa quen quen ta. Ủa là trời. Ủa là trời. Lan Anh. Chán. Hình kiểu này lộ quá trời lộ rồi. Mà
khó nghĩ quá ta, không biết nick này là của ai mới được. Những cái đầu hoa. Ôi, mới chuyển trường à? Vậy thì chỉ còn có thể là anh Duy. Tình huống gì à? Tao đã bảo rồi, làm hết khóa học tập, học thì không lo học đi. Suốt ngày lên mạng tìm tìm vớ vớ vẩn vẩn cái gì thế này? Mày tính làm thám tử à? Anh đi điên à? Láo nhỉ? Tính là crush rồi. Thế mà làm cái gì? Là tao không cần quan tâm. Tao chỉ nể cái gu của nó thật đi. Thích ai không thích? Thích mày. Ê đừng có mà vô duyên nha. Đi 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 đi. Ôi. Nhưng mà nhắc cái gu ấy anh nghĩ anh lại thèm ăn cái gu tre hạt. Thôi để bữa khác đi. Khác khác cái gì? Thôi đi đi. Đang đói. Mà em gái yêu quý của anh đang đói nè. Thì anh đánh răng sau cũng được, anh đánh lại cũng được. Không sao đâu. Đi ăn cái gì nữa. Ghê quá. Thôi đi đi đi. Thôi đi đi đi. Dễ dễ. Ôi, đâu ra bánh nhiều vậy? Đó từ đâu em hả? Đâu, một bạn anh nó nhờ review hộ để làm cái TVC. Chỉ nhờ một cái vị giác thiên phú của tao. Thôi, nhưng mà có gu tây hạt là được rồi. Món này ngon lắm, tao review thử cho mày xem nhá. Xin chào tất cả các bạn, đây là bánh quy giòn kết hợp 5 loại hạt dinh dưỡng cao cấp gồm chia, mè đen, mè trắng, yến mạch và quinoa, tạo cảm giác vui miệng khi nhai. Là một cái cách mà thưởng thức các loại hạt mới. Bao bì rất là hiền lành và thân thiện với trái đất. Style minimalist, tuy màu sắc không sặc sỡ nhưng rất là bảo vệ trái đất. Ok không? Thế sao? Nói chuyện dài vậy? Đang quay TVC á? Ai mướn vậy? Thì đang giả dụ, đang tập để sau này còn nộp đơn vào các xin công ty vào làm KOL đi, review quảng cáo kiếm tiền. Ủa, thấy không? Thấy gì? Thấy gì? Thấy gương không? Gương nào? Sao lại nhan sắc ấy? Nào cũng xỉa sói, không bỏ cái thói đi. Em út kiểu gì ấy? Mà thôi, xin chúc mừng mày đã có bồ. Không biết với phải thằng nào cận nó làm bồ cũng giỏi phết nhỉ. Nó cận chứ nó đâu có đùi. Cận tốt đùi ấy. Chắc có mặt anh đi nữa. Thế thằng ấy như nào? Có hoàn hảo được như anh mày không? Đúng vậy, sao mà hoàn hảo được như anh mày? Đúng rồi, ta perfect là khó kiếm lắm. Đúng rồi, sao bằng được, phải hơn chứ. Lại bắt đầu cái thói rỉa sói đấy. Mày không bỏ được à? Hả? Tao là anh ruột mày hay là anh mày đường mày chợ? Xã hội giờ loạn lạc, tao phải lo cho mày. Trai tốt rất là hiếm, mà toàn cái bọn lưu manh giả danh tri thức đầu đường xó chợ. Mày vớ phải chúng nó làm khổ đời mày thì sao? Mày đứa chóp lo nó hay nói chuyện gì lắm á. Tao tán cái này vào đầu mày bây giờ lại. Thế kể với thằng kia đi xem nào. Giấu giếm. Kể đi. Em cũng không biết nữa khi nào bọn em quen nhau. Thế chia làm gì à? Làm gì? Thế đã nhắn tin chưa? Chưa, nó rồi đó, ai crush đâu mà nhắn tin. Xong nhắn tin đi. Biết nhắn gì thế? Thì nhắn gì? Nhắn là bảo anh ăn cơm chưa? Ăn rồi thì đã húp canh chưa? Húp rồi thì húp nhầm. Nhớ em chưa? Mà nhớ lâu lắm, cảm là chưa rồi sao? Làm sao mà chưa được? Câu nói á, anh ăn cơm chưa đó rất là nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chỉ một cái câu nói, anh ăn cơm chưa đã thể hiện được cái tấm lòng của mình. Xem mình có quan tâm người đấy như đến lúc nào. Xem cái sự chăm sóc bản thân của mình có được tốt hay không. Hay là lúc nào cũng nhậu nhẹt, chè, cờ bạc. Ơi, mày đi đâu đấy? Ồ, 11 giờ 11 phút. Ui, có phải bạn ấy đang nhớ đến mình không nhỉ? Mình nên nhắn gì giờ ta? Thôi, nhưng mà không được. Khuya rồi. Nó nhắn tin mà người ta không rep á, thì kỳ chết. Quê, mất nhục nữa. Thôi, chắc đi ngủ, mai tính. Holding.
cái lông mày bọng mắt xấu xí các thứ, cái người ta hết crush mình. Ok, và bây giờ mọi người cho Lan Anh điểm danh nha. Thủy Tiên. Có. Phương Hằng. Có. Anh Duy. Có. Để coi trong phòng của anh Duy có gì thú vị nhỉ. Biết mà nói chuyện nữa chứ. Wow, cô nghệ sĩ của ta. Bộ có gì vô mà cười dữ vậy? Ồ, thích thì cười thôi, mất gì phải có lý do. Xàm ghê. Lo lập danh sách tới học nghề đi kìa. Rồi năm nay bà chọn nghề nào? Năm ngoái học tin học rồi, chắc năm nay đổi sang nghề nghiệp. Vậy thôi đừng có học, cái nghiệp của bà là thừa rồi đó. Đi học dinh dưỡng đi, sau này lấy chồng con biết đường mà nấu nướng. Chứ đừng đi làm mấy cái món trứng chiên bóng đêm gì nữa. Ui, lo chi xa, viết xù nha. Nấu ăn cho chồng á. Cười hoài má, nghi lắm rồi nha. Nói lẹ đi, hôm nay có gì đúng không? Chứ tôi là chưa bao giờ thấy bà vui như vậy hết á. Có đâu, nghi ngờ lung tung à. Lo học đi. Nè. Gì cười như con điên vậy? Tính tí tình yêu vào là không biết mình đất hay trên trời. Ủa người ta có mồm thì người ta cười ra được không? Cái mày em crush người ta, người ta crush mày đây. Anh cười quá à? Ai crush em thì kệ em đi. Hay là anh không có ai crush rồi là rất đã rồi vậy? Này mày đừng bù láo mất dậy nhé, đừng để tao mách mẹ mày đấy. Ủa sợ quá, mách hổ cách. Đừng thách tao, đợi đấy. Đợi đấy. Alo, mẹ của con đấy phải không ạ? Thông báo mẹ một chuyện, con Lan Anh có bồ đấy ạ. Lan Anh, có bạn trai lúc nào mà không nói cho mẹ biết. Mày là không có đường giấu mẹ kia chưa? Mày dẫn về cho bố mẹ xem mặt chứ. À thôi, cứ từ từ ra bắt cũng được. Dịch dã đang căng. Thế cái thằng đó tên gì? Ở đâu? Có thích ăn gì không? Mẹ gửi đồ cho hai đứa này. Dạ thôi, không cần đâu mẹ ơi. Ơ kìa. Chế mẹ, con là con trai mẹ mà sao mẹ cứ phân biệt đối xử thế? Tao có nói cái gì sai đâu, con thì cũng có con đít con đã. Thôi, mẹ qua thăm ông bà đã, vài bữa nữa thì mẹ gửi đồ vào trong. Lan Anh nhớ để ý thằng Bảo cho mẹ. Hai đứa ở xa bố mẹ nhớ lắm. Dạ vâng ạ, con cũng nhớ mẹ, I miss you. Thôi, con tắt máy đi, đi ăn đi, đói quá rồi. Tưởng có thêm đồng minh, ai ngờ bị chôn như thế này. I hate you, mommy. Anh Dí nhắn tin này. Lan Anh đang làm gì á? Ăn cơm chưa? Lan Anh mới học bài xong, chắc chút nữa mới ăn á. Nhắn kiểu này thể hiện mình là người siêng năng, ấn tượng tốt. Anh Dí này hỏi mà cũng gài nữa. Vậy hả? Siêng dữ ta. Cũng bình thường à. Mà lúc nãy anh Duy mở cam, Lan Anh có để ý trong phòng anh Duy hình như có mấy bức tranh. Anh Duy thích vẽ tranh lắm hả? Thì anh Duy cũng có vẽ một chút. Wow, vậy là mấy bức tranh đó anh Duy vẽ hả? Mấy bức đó anh Duy vẽ chơi thôi à, không có gì đặc biệt đâu. Ê, Lan Anh thấy đẹp mà, hôm nào anh Duy chỉ cho Lan Anh vẽ nha. Lan Anh thích là được à. Alo, ăn cơm đi kìa, nhắn tin cái gì? Ôi, cười cái gì, giờ ăn thì thôi nhắn tin mình nhắn. Thôi, Lan Anh ăn cơm nha, chút mình nhắn tin sau nha. Lan Anh ăn cơm ngon miệng nha. Rất dãi chủ luôn kìa. Phải à? Kệ em, anh không có ai với nhà tô chứ gì. Ăn bánh gute hạt mới không? Tôi ship qua cho. Bao bì mới, bảo vệ môi trường. Ui giời, cái tật xả rác bị nhắc mấy lần mà còn ở đó bảo vệ môi trường.
thì mình phải thay đổi chứ. Bánh còn thay đổi bao bì được thì tính người cũng thay đổi thôi. Đó là chuyện bình thường. Mà đang làm gì á? Đang học bài rồi má ơi. Siêng dữ, mới đầu năm mà học gì căng vậy? Năm sau thi rồi, giờ không học bài thì năm sau làm sao mà thi đại học được. Tính xa quá ha. Và tính khi nào đẻ luôn chưa? Chứ sao, giờ không lo, không lẽ để nước tới nách mới bơi hay gì? Mà ông cũng lo học bài đi, lớp trưởng mà học dở là không ai thèm nhìn đâu đó. Biết rồi, như bà đó, học quá chừng cũng đâu ai để ý đâu. Ủa mắc cười quá à? Sao biết không ai thèm nhìn? Chứ gì, vừa khó vừa ngầu, ai đâu thèm để ý. Thôi, không nói chuyện với ông nữa đâu. Người gì đâu tối ngày chê bạn thân của mình hoài. Mình đâu có tới nỗi như Khôi nói đâu ta. Vậy thì anh Duy sao lại crush mình nhỉ? À, anh Duy này, có chuyện này Lan Anh muốn hỏi. Mình nói chuyện trực tiếp nha. Anh Duy đang vẽ, không có tiện nhắn tin. Lan Anh muốn hỏi gì á? Thì thực ra không có gì quan trọng đâu. Lan Anh tính hỏi là anh Duy thấy Lan Anh như nào? Lan Anh hả? Duy thấy Lan Anh hiền, dễ thương, mà lại còn là lớp phó học tập nữa. Chắc là giỏi lắm. Thấy chưa? Người ta có giữ đâu. Người ta hèn gần chết à. Cái này là anh Duy vẽ tặng crush á. À. Mà Lan Anh à, thường thì con gái thích con trai như nào ta? À, tính hỏi gu chứ gì. Con gái thường thích con trai kiểu đẹp trai, body sáu múi, nhà giàu. Thì đó là người ta. Còn ví dụ như Lan Anh thì Lan Anh thích những người mà kiểu hiền lành, học giỏi, có chất tài lẻ thì càng tốt. Học giỏi là chắc là phải nhờ Lan Anh giúp đỡ thường xuyên rồi á. Mũi sứ à? Kiếm chuyện để tiếp cận người ta chứ gì? Lộ quá lội. Nhưng mà không sao, dễ thương nên tha thứ. Không có gì để mặc cả. Chưa đang gì đây? Mùi gì nhỉ? Bây giờ mày học hay mày làm gì ấy, mà mày xịt cái hoa, xịt một mình rồi còn xịt cả cái phòng. Vô duyên quá, em xịt cho cái cuống họng anh luôn, anh tin không? Rồi lại còn make up nữa. Không những make up mà còn make color được không? Vô duyên đi đây, phiền phức quá. Chán muốn nói. Đúng là thần giao cách cảm, thấy mặc áo cũng mặc áo trùng màu nữa. Này là tín hiệu vũ trụ ơi. Nghe điệu giữa thần ta ơi, bộ sắp đi có mắt ai hả? Thôi, nhiều chuyện quá đi. Tôi là con gái mà, lâu lâu làm đẹp xíu chứ đây. Ha, cơn bão nào làm ba nhớ ra mình là con gái vậy? Giận ơi. Gì vậy? Giận, giận đứt, bô xì nè. Mai chơi lại, còn giờ thì... Block. Hôm nay xinh ghê á, một like. Vậy hả? Điểm danh kìa. Biết rồi. Thằng quý này thiệt luôn á. À, bây giờ Lan Anh tiếp tục điểm danh nha. Anh Duy. Ủa gì trời? Ủa gì vậy? Sao mặt lắc rồi? Tự nhiên nó nghĩ gì?
Gì đấy? Đã bảo là cười ít thôi, cười nhiều nhưng dùng chất kích thích chứ. Kích thích này, anh làm anh em hơi lâu rồi đấy. Thì vô em Thái thôi. Bây giờ chán quá đi. Thái đấy, em sao? Tức gì? Trời ơi, tao quê dễ sợ luôn á. Sắp tới thì trường Tây vẫn sẽ tổ chức chương trình văn nghệ. Lớp mình có ai muốn đăng ký tham gia không? Dạ, em đăng ký cho bạn Lan Anh tham gia hát cô. Lan Anh hát hay lắm á cô. Bạn Lan lớp phải học tập hả? Được, để cô đăng ký nha. Kỳ này thì chúng ta sẽ thi theo dạng quay clip và up lên page của trường. Nên là lớp nào mà có nhiều like nhất thì sẽ nhận. Ủa? Ai mượn gì má? Tên khô chứ có phải tên tài đâu mà tài lanh vậy. Thôi đi, đã nghiện mà còn ngại nữa. Hơi hát hồ gì tầm này, ông bớt tài lanh đi. Chứ lớp mình ngoài bà ra, có ai biết văn nghệ gì đâu. Hay là bà tính cho thằng Khá lên nó thi múa quạt, nó nhảy đôi trời hay gì? Nhưng mà... Mong chờ tiết mục của Lan Anh ghê á. Chắc là Lan Anh hát hay lắm. Cũng bình thường nhưng mà chắc là anh từ chối quá, tại vì không tự tin lắm. Quan trọng là mình vượt qua được giới hạn của bản thân thôi, chưa thử sao biết được. Cố lên. Nghe ghê quá, nghe gớm à. Hát bài nào vậy ta? Khó quá. Buồn rồi mà sao còn yêu anh trên... Ây, không được. Ủa, anh Duy. Thế Lan Anh chưa chọn được bài hát à? Thì mỗi lần thi văn nghệ thì mình luôn đau đầu nhất vụ này á, khó chọn ghê luôn. Lan Anh hát hay mà, lại còn có cả đàn guitar nữa. Vậy chắc là Lan Anh có sáng tác nhạc đúng không? Tại sao Lan Anh không hát nhạc của mình luôn? Ủa sao anh Duy biết hay vậy? Mà thôi, người ta ngại á. Có gì đâu. Bài hát của mình thì mình sẽ tự tin hát hơn, đúng không? Thôi nhưng mà vỡ nó không hay sao? Dù anh Duy chưa nghe, nhưng mà anh Duy tin chắc rằng nó sẽ rất là hay. Thôi đừng nói gì, ngại có kỳ quá. Hay là Lan Anh có thể hát cho anh Duy nghe một đoạn được không? Ôi má, thôi lỡ gì lỡ mà có hát dở á thì cũng không được chê nha. Anh Duy mà chê là tôi đục cái mặt. Không được chê là chê tôi giận anh Duy á. Hứa. Ok vô này. Hay ghê luôn á. Mà nhìn Lan Anh rất là giống cái chị ZZ hot youtuber tiktoker vậy á. Bạn nó hát cũng hay mà lại tự sáng tác nhạc giống Lan Anh á. Thì đúng rồi, chị em xin được cùng cha khác ông nội. Cảm ơn. Úi, mãi mới có người nhận ra mình giống idol. Đi theo bao giấc mơ, anh ngồi đây dáng hao gầy, tâm hồn như đang ở trên mây. Lỡ phương vấn ai đó thật rồi, mong thời gian cứ mãi ngừng trôi.
Hello. Sao ngồi này Lan Anh? Lan Anh thấy đẹp không? Wow, đẹp quá à. Mà nhìn bức hình này tự dưng Lan Anh lại nhớ nhà quá. Ủa, vậy là Lan Anh, cô ấy không phải ở đây hả? Lan Anh cô ấy ở Hà Tĩnh. Nhưng mà từ cấp 2 gia đình muốn Lan Anh vào trong Nam, nên là Lan Anh mới vào đây cùng với anh trai á. Ờ, vậy là Duy cũng giống Lan Anh á. Duy thì mới chuyển vào đây học thôi. Học xa nhà nên là chắc Lan Anh cũng nhớ nhà lắm đúng không? Ừ, Lan Anh nhớ mẹ lắm. Hồi nhỏ lúc còn ở quê á, nhà Lan Anh xa trường. Lúc nào hai mẹ con cũng thức rất là sớm, xong chở nhau đi học bằng xe đạp cả tiếng đồng hồ. Mà xong rồi đó, sau đó còn ra chợ phụ mẹ bán hàng nữa. Cực nhưng mà vui lắm. Ờ, mà Lan Anh này, Lan Anh vừa nói với Duy là Lan Anh vào đây từ cấp 2. Vậy hiện giờ là đang ở nhà bà con đúng không? À, mới đầu thì Lan Anh còn ở nhà bà con. Mà ở bên đó cũng bất tiện giữ lắm. Tại vì mình ở nhà người ta mà. Cho nên là cũng rén giữ. Lâu lâu còn bị con của mấy dì bắt nạt nữa. Nói chung là tội nghiệp nhất là anh Bảo. Thì thấy Lan Anh bị bắt nạt hoài, ổng cũng buồn. Cái ổng cũng ra làm riêng. Ổng vừa học nghề vừa làm streamer, nên hai anh em mới có đủ tiền ra sống riêng á. Ồ, anh Bảo hay ghê. Ước gì anh Duy cũng có một người anh trai như vậy. Thôi, tốt thì tốt thiệt ạ. Thôi tốt thì tốt thiệt, nhưng mà ổng xàm lắm. Xàm là không ai bằng luôn. Nhiều khi mà ở chung với ổng mà ổng chôn Lan Anh là muốn nhức cái đầu luôn á. Ờ, mà anh Duy ở trên đây với ai? À, Duy hả? Duy thì Duy ở với ba. Mẹ Duy thì mất từ nhỏ rồi nên là... Có hai cha con thôi. Ba Duy thì mới chuyển vào đây công tác nên là... Duy chuyển vào đây học luôn. Ba thì làm công trình. Nên là cũng ít khi ở nhà. Có Duy ở nhà mình thôi à? Anh Duy ở nhà một mình vậy chắc chán lắm à? À thì hồi mới vào cũng chán. Bây giờ đỡ rồi. Ủa sao đỡ vậy? Tại vì cô Lan Anh nói chuyện với Duy này, nên là Duy không có chán nữa. Em ơi, thiệt luôn á. Vậy à, sau này Lan Anh sẽ nói chuyện với anh Duy nhiều hơn cho Duy đỡ chán nha. Ê, đợi tí. Đâu rồi, lâu thế? Đợi tí 5 phút. Nào cũng 5 phút, mấy là 5 phút rồi? Ta da, sao nè? Ba lên mày. Khó ưa. Adieu, anh mình này gắm gái xinh quê. Tao cũng là con trai chứ bộ. Thì cay cay. Ôi, ngu ổn phết ta. Bắt qua phòng anh Duy mà. Lẩm bẩm cái gì đây? Sao kỳ vậy ta? Ơ, kia đi đâu cái điện thoại ra mà? Tặng crush á. Sao ngồi nhìn Lan Anh? Lan Anh thấy đẹp không? Không, chắc không phải đâu. Chắc chỉ là anh em thôi. Mình lại suy nghĩ nhiều thôi. Chào bạn, hình vẽ đẹp quá. Đúng rồi, bạn trai mình vẽ tặng cho mình đó. Bạn chào bạn, khéo tay quá ha. Cảm ơn bạn nha. Hello, Lan Anh quay clip sao rồi? Anh Duy, có bạn gái rồi hả? Ủa, sao Lan Anh biết? Mình vừa mới nhắn tin với bạn gái của anh Duy. Tại sao anh Duy lại lừa dối Lan Anh? Lừa dối? Ý Lan Anh là sao? Mình lừa dối Lan Anh lúc nào? Tại sao anh Duy có bạn gái rồi mà vẫn còn đùa giỡn với Lan Anh? Không lẽ anh Duy đùa giỡn với tình cảm của mình ư?
Hình như là có hiểu nhầm gì đó ở đây á Lan Anh. Mình dùng Secret Crush ở trên Facebook á là để làm quen với Lan Anh thật. Nhưng mà đó cũng chỉ là một ứng dụng để kết bạn thôi mà. Mình và bạn gái mình cũng mới quen gần đây thôi. Mình crush bạn ấy cũng lâu rồi. Nhưng mà giờ mới đủ dũng cảm để tỏ tình. Vậy tất cả những gì anh Duy nói với Lan Anh, tất cả điều đó đều là thì mình hỏi cậu tư vấn giúp mình để mình tỏ tình với cả crush á. Và cũng nhờ những cái gì mà cậu tư vấn nên là mình đã mạnh dạn tỏ tình với cả crush. Mình làm Lan Anh hiểu nhầm hả? Hiểu lầm? Cậu nói gì vậy? Hiểu lầm là sao? Vậy tất cả những post, những story, những list nhạc trên Spotify đó là mình hin cho bạn gái của mình á. Nếu mà Duy có lỡ làm Lan Anh hiểu nhầm thì cho Duy xin lỗi nha. Em đã quay đâu? Tâm trạng mày như này quay làm sao? Thằng đó làm gì mày? Mày đưa tao địa chỉ cho nào? Em có sao đâu, anh nói gì kỳ vậy? Mày đừng nói kiểu đấy. Chắc hẳn là phải làm gì mày rồi đúng không? Không. Anh nói gì không? Tao định xem cho tính sổ nó này. Động ai thì động, đừng động vào em cái tao. Mày cho tao địa chỉ đi. Thôi anh đừng nói nữa. Cứ khóc đi, mọi chuyện rồi sẽ qua. Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh thêm đắm say. Mưa từng cơn vẫn mong chờ, trôi dạt đi theo bao giấc mơ. Anh ngồi đây sáng hao gầy, tâm hồn như đang ở trên mây. Lỡ vương vấn ai đó thật rồi, mong thời gian cứ mãi đi trôi. Người ta đang buồn đúng không? Chết buồn à? Còn ăn gì không? Thấy từ nãy giờ chả có ăn uống cái gì cả. Ăn không rồi uống trà sữa anh pha. Ăn gì không? Hay ăn bánh nhá. Bánh ăn crush. Ăn đi, rồi sẽ quên đi cái nỗi buồn mực với cái thằng crush của mày. Rồi ra pha trà sữa cho uống, nhanh. Muốn đau buồn đúng không? Muốn đau bụng thêm đâu. Nhưng mà con chắc là ăn bánh này xong sẽ ăn crush được không? Chắc chắn rồi, bánh này ra review là số 1 thế giới rồi. Bánh được tạo ra từ 5 loại hạt, tạo cảm giác vui miệng khi nhai, còn ngon hơn cái thằng crush của mày. Vỏ bì thì thân thiện, hiền lành, y như người mua, bảo vệ trái đất chứ không giả chân như cái ai đó. Coi, quảng cáo hoài à? Tao review đã bảo rồi, chỉ bánh nào review là số 1 luôn. Ok. Ăn crush. Mà mày có công nhận không? Chỉ có ba với anh mày là perfect. Mà chả có thằng nào tử tế cả. Được rồi, anh là nhất. Anh là thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Anh là số 1. Mà anh đang có một cái kế này. Mày muốn trả thù không? Trả thù? Trả thù với thằng crush của mày đấy. Anh lại có kế hoạch nhảm nhí gì đấy? Không, không. Kế hoạch của tao là chất chứ. Tao nói nghe của con. Tao nói mày nghe. Tao sẽ giả bộ cứ cái con bồ của nó. Rồi tao sẽ làm cho nó đau khổ vì bị cắm sừng. Khủng quá. Ai lại đi làm người con gái khác đau khổ? Nghe em gái của mình. Ờ ha, nghe ấu trĩ nhỉ. Khủng. Chắc mày tỉnh. Ăn hết đi, rồi mai đi chơi cho xả stress cho hết buồn nha. Cảm ơn.
Quay clip sao rồi? Dạo này bà có chuyện gì hả? Sao không thấy nhắn tin gì cho tôi hết vậy? Không có gì. Ôi, có mùi hơi lạ nha. Bình thường nhắn tin không có gì, bữa nay gõ chữ đầy đủ dữ. Ai chơi điện thoại bạn tôi hả? Trả đi, cho ông tôi báo công an á. Tôi đã nói là không có gì mà, sao ông hỏi hoài vậy? Trời ơi trời, bạn bè quan tâm nhau xíu mà làm gì căng dữ vậy? Sao đấy? Mấy ngày nay trông phờ phạc lắm rồi đấy. Nè, làm bánh xe bon sốt kem trứng 33 đi. Bánh này mới ra ấy, ngon hơn bánh xe bon sốt kem phô mai nhiều. Ê, ăn đi rồi bóc bài, tao đọc xem là quẻ này nó nói gì. Này anh. Bánh ngồi không bốc bài đâu. Bốc đi, rồi đằng nào cũng thế rồi. Đã mang bài đến đây rồi. Tin tí phong thủy chứ, tâm linh tí chứ nào. Giờ săn à? Ok, để ta tìm trên Google cho đọc nhé. Lựa chọn lá bài này cho thấy bạn là anh chàng hoặc cô nàng mạnh mẽ, có uy quyền và khí chất oai nghiêm, khiến người khác phải lệ sợ và dè chừng. Đúng tiếp không phải dạng vừa đâu. Gần đây có một số đối tượng đang thầm thương trộm nhớ, tuy nhiên họ không dám chủ động tiếp cận vì quá sợ khí chất quyền lực và bí ẩn của bạn. Họ cảm thấy bạn vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn và đáng để họ tôn thờ ngưỡng mộ. Nên hãy quan sát và để ý kỹ hơn đối tượng gần gũi xung quanh mình. Bạn sẽ tìm ra người đó là ai? Người em thích mày là bạn thân hoặc là ai đó mà làm việc chung mà học hành cùng với mày. Mà theo tao ấy, tao đoán là thằng Đăng Khôi ấy đang thích mày đấy. Lao quá, Đăng Khôi nào? Thì mày có mấy thằng Đăng Khôi, mày quen mấy thằng Đăng Khôi. Có mỗi thằng học từ cấp 2 đến giờ còn thằng nào nữa đâu. Nhưng mà bạn thân mà sao thích nhau được? Ơ, nó thích mày sao mày biết được? Thôi anh đi ra đi, em mệt quá, đứng nữa tào lao lắm. Tin tao đi, tao nhìn là biết là cái thằng đấy tuy nó nhát gái thôi, mà nó quan tâm nó tốt, để ý mình từ lâu rồi. Thôi đi ra đi. Tin là tao đi. Nói, không phải nghe em bướng. Nè, ăn đi, ăn đẫy đi. Tao đi đây. Đúng là chúa tể mim hoàng hoàng nhảm nhí. Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh thêm đắm say. Mưa từng cơn vẫn mong chờ, trôi giạt đi theo bao giấc mơ. Anh ngồi đây dáng hao gầy, tâm hồn như đang ở trên mây. Lỡ phương vấn ai đó thật rồi, mong thời gian cứ mãi nhìn trôi. Luôn thủ sẵn tâm ba bích, nên đi trước là việc anh yêu thích. Mặc kệ nhiều lời khiêu khích, không hề sợ, anh vẫn luôn mong có một mối tình. Vậy cho anh được bên em, dù ngày vàng hay đêm đen, dù mưa dù gió mịt mù, dù giông dù bão ấm u. Đưa vần thơ này dẫn lối. Mình buồn không ăn, em không hết bánh của tao vậy à? Buồn đâu hết rồi. Buồn mà mày làm gì mà tưởng tỉnh đưa ấy rồi. Thì coi story của anh Khôi này. Đăng đúng sáng nhạc đi. Story của nó, tao có thấy nó đăng cái gì đâu. Từ sáng giờ có thấy đăng gì đâu. Có thấy đăng cái gì đâu này. Nè. Ủa gì kì vậy? Ừ. Không lẽ nó để chế độ bản thân không hả? Ừ. Có lẽ là thế đấy. Tao không thấy này. Ừ, có vấn đề, có vấn đề. Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh thêm nắm say. Mưa từng cơn vẫn mong chờ, trôi giạt đi theo bao giấc mơ. Anh ngồi đây sáng hao gầy, tâm hồn như đang ở trên mây. Lỡ phương vấn ai đó thật rồi, mong thời gian cứ mãi ngừng trôi. Sáng nắng chiều mưa lại còn nhiều người cua, tâm lý em thật là khó đoán. Không phải kiểu xưa được nhiều người hỏi mua, tình cảm em rất là khó bán. Yeah, giống như làm đó gì em thật là nhiều gái như không thích em thật á. Cái chuyện này rõ như ban ngày rồi, ta bảo ngay từ đầu mà nói không nghe. Đa nghi bài cũng bảo thế rồi nhé. Mày đang nghi đến cái gì? Bình thường mày mấy lúc này mày linh tinh, mày nói kiên, mày xong cái chuyện này xong mày khờ khạo, mày ngu ngốc đấy. Tiến tới đi, bảo ngay từ đầu rồi. Thế rồi bây giờ mình phải làm gì ta? Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh không nắm say. Đồ. Lạ lắm.
Cost tôi bao lâu rồi? Nói nhanh! Ronaldo sút. Hỏi ông crush tôi bao lâu rồi mà. Này nhắn tin chứ có phải nói chuyện đâu mà ông hỏi lại. Thì cũng lâu. Cũng lâu là khi nào? Sao nó thích hỏi tới hoài vậy ta? Cùng lúc với thằng Trọng á. Cái gì? Thì hồi đó tôi thích bà, cũng tính tỏ tình, nhưng mà thấy gương của thằng Trọng cho nên thôi. Từ đó tôi chỉ dám làm crush thôi. Sao ông crush tôi lâu vậy mà sao tôi không biết? Sao mà bà biết được? Có khi nào bà quan tâm tới tôi đâu. Nhưng mà không hiểu sao tôi không có kiểm soát được cảm xúc của mình. Hy vọng có một ngày nào đó bà cũng sẽ crush lại tôi. Chỉ có cách đó bà mới chấp nhận lại tình cảm của tôi thôi. Năm giây mới nhắn tin, chưa nhắn liền, Lan Anh nghi ngờ mình nữa. Sao? Có chuyện gì? Kể nghe chơi. Thật ra là bị bà friendzone cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà tôi không có đủ can đảm để tỏ tình. Nên chỉ còn có cách để tự bà biết thôi. Hy vọng là bà sẽ hiểu. Giờ lỡ rồi, chơi lớn một lần luôn. Bà có đồng ý để tôi đạp qua cái vạch friendzone từ best friend thành boyfriend của bà không? Alo, em muốn trình báo một chuyện, bạn em mất tích rồi. Em nhắn nãy giờ 10 phút với chị trả lời, điện thoại không trả lời với mình luôn rồi. Nghe chứ. Alo. Thì tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Thật ra là cái việc mà ông làm thì cũng không có gì sai hết á. Cũng một phần là do tôi, cho nên là hôm nay tôi có một quyết định này. Ông muốn nghe không? Chết dục. Ý gì? Hay là mình thử cho nhau một cơ hội đi. Mình thử yêu nhau 7 ngày. Nếu như mà sau 7 ngày mọi thứ ổn thỏa thì quen nhau. Thì thực ra là tôi cũng muốn cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau nghiêm túc á. Ông thấy sao? Được. Được. Nhưng mà đừng có mà thay đổi nhiều quá nhá. Anh cứ giữ như vậy đó giờ với em đi. Tại kiểu đó giờ chưa quen ai nên hơi lắc tí. Thì ông cứ giữ như đó giờ với tôi đi. Chứ mà ông thay đổi là tôi thích á. Ý là đừng thay đổi. Thì Lan Anh... Thì bà muốn... Buồn rồi mà. Thì em muốn sao cũng được mà. Tí anh gọi lại. Em từ đâu đến nơi này, cho lòng anh thêm nắng say. Mưa từng cơn vẫn mong chờ, trôi sạt đi theo bao giấc mơ. Anh ngồi đây... Sáng là khoái anh chưa hết đâu nha. Này các em có tò mò là nếu Lan Anh chọn anh Duy thì sẽ như thế nào không? Mong thời gian cũng mãi nhường trôi. Sáng nắng chiều mưa lại còn nhiều người cua. Tâm lý em thật là khó đoán.